Như thông tin đã được hé lộ trước đó, Rapid Mobile sẽ chính thức comeback ngay trong năm nay. Với những fan cứng của chương trình và các rapper muốn tham gia tranh tài, thì đây chính là thông tin cực kỳ vui mà họ luôn mong đợi. Theo cập nhật mới nhất từ chương trình thì Rapid Mobile sẽ tiến hành casting trực tiếp tại hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 và 4 tháng 4 tại Nguyễn Thái Học, quận 1 và Hà Nội vào ngày 6 và 7 tháng 4 tại Hàng Gia. Và ngay sau đó, Blacka thể hiện sự phấn khích trước sự trở lại của Rapid Mobile. Anh cũng bật mí hai thành viên đầu tiên sẽ xuất hiện tại chương trình. Đại diện tổ họa tham chiến năm nay sẽ bao gồm Dilo và Outer. Dilo với khả năng phát lâu ấn tượng đã lọt vào top 8 mùa 2. Outer thí sinh trẻ tuổi nhất nhưng để lại vô số ấn tượng với màn kết hợp cùng Blacka cũng sẽ quay trở lại. Tommy Tail, rapper đình đám của giới underground, cũng đã phát tín hiệu về việc sẽ tiếp tục quay lại các tin năm nay. DT thậm chí còn quay hẳn một đoạn clip với nội dung lựa chọn trang phục cho lần trở lại này. Trước đó, anh bị loại đầy đáng tiếc, dù được nhận định là một quái vật cổ mùa 2. Nam rapper được xem là siêu tân binh của giới underground Lil Mickey cũng thông báo mình sẽ tham gia casting rap Việt. Kano, thí sinh đội Benji, dành những lời chúc cho những người anh em tham gia casting. Khánh, Jay-Z cũng có những nhá hàng về việc sẽ trở lại với mùa giải năm nay. Đi Caffin, nam rapper điển trai chưa có sự may mắn tại Rap Việt mùa 2 cũng đã đăng ảnh như một động thái thông báo sẽ lại trong mùa 3. Trước đó, những hình ảnh của một loạt nón vàng xuất hiện cùng nhau đã dấy lên tin đồn rằng đây sẽ là một mùa giải với sự trở lại của rất nhiều cái tên quen mặt với khán giả. Dù Rap Việt mới chỉ rục rịch chuẩn bị từ những giai đoạn đầu tiên, nhưng các fan rap đã bày tỏ sự háo hức và mong chờ sự trở lại này. Được biết, theo quy định, các thí sinh đến tham gia casting sẽ phải chuẩn bị 3 bản in lyric đã sáng tác trên nền nhạc đã chọn của chương trình. Về phần biết casting, ban tổ chức cũng thông báo sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất tại fanpage của chương trình. Hãy cùng chờ xem nhé!